chương 51 cái đó không phải là đồ thật sao. Người đàn ông trung niên nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Thứ trong hộp thật sự là nhân sâm bình thường mà thôi, ông ta lúc nãy vì bị ma quỷ ám cho nên mới đem nhân sâm bình thường ra bán, từ đó kiếm được một khoảng, không nghĩ lại bị vạch trần như vậy. Một tia kinh hoàng kia lóe lên rồi lại biến mất, người đàn ông trung niên vẫn bình tĩnh như cũ lạnh lùng nói cậu hiểu cái gì chứ? Cũng chỉ là không đủ tiền mua rồi viện lý do mà thôi nếu như không mua được thì cút đi cho tôi. Nói xong người đàn ông trung niên đưa tay muốn lấy lại hộp dược liệu kia, nhưng mà Đường Tuấn đã trực tiếp bắt lấy cổ tay của ông ta, cười lạnh nói, thế nào? Chẳng lẽ là trong lòng có trột dạ? Người đàn ông trung niên muốn giúp ta về, nhưng lại phát hiện lực tay của đối phương quá lớn, ông ta hoàn toàn không phản kháng lại được. Người đàn ông trong cơn giận dữ đã hét lên với hai nhân viên bảo vệ đang ngồi ở cửa, mẹ kiếp, hai người các ngươi bị mù hết rồi sao? vẫn chưa thấy ở đây đang có cướp sao, còn không mau tới đây. Hai nhân viên bảo vệ đã sớm phát hiện ra sự khác thường, sau khi nghe như vậy thì lập tức lao tới chỗ phía Đường Tuấn. Nhưng mà thân thể của hai người bọn họ cũng chỉ là cường tráng hơn người bình thường một chút mà thôi, đâu phải là đối thủ của Đường Tuấn. Chỉ thấy Đường Tuấn đá một cước ra, không thấy rõ như thế nào, chỉ thấy hai người bảo vệ kia lập tức ngã xuống đất, hai chân mềm nhũn ra đứng cũng không đứng được. Lúc này những người khác trong phòng thuốc nam cũng cũng chú ý tới nơi này, nhao nhao vây lại xem. Người đàn ông trung niên dùng tay kia chỉ vào Đường Tuấn, mắng, "Mọi người nhìn xem, người này rõ ràng là không có tiền để mua thuốc, vậy mà lại muốn cướp đồ." Nhìn qua đẹp trai nhã nhặn như vậy, làm sao nhân phẩm lại kém đến thế? Lời nói của người đàn ông trung niên lập tức khiến quần chúng vây xem đồng tình và phẫn nộ, nhao nhao lên tiếng chỉ trích Đường Tuấn. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, sau đó trầm giọng nói, ha ha. Phòng thuốc Nam của các người bán thuốc giả, lấy giả làm thật, bị tôi vạch trần thì lại dùng loại thủ đoạn dơ bẩn này. Chính là vì có những người như người đàn ông trung niên này cho nên y học cổ truyền mới xuống dốc đến thế. Phòng thuốc Nam là một trong những cửa hiệu thuốc Nam lớn nhất thành phố Vinh, làm sao có thể làm ăn gian dối. Chàng trai, anh đừng có ngậm máu phun người, có người chủ động giải thích cho phòng thuốc Nam. Thằng nhóc thối, cậu làm nhục tôi thì có thể nhưng không được làm nhục phòng thuốc nam của tôi Người đàn ông trung niên cứ như là bị trời xanh ủy khuất Khàn giọng gào lên Cậu nói tôi bán thuốc giả Vậy thì cậu lấy bằng chứng ra xem Nếu như không có thì đừng trách vì sao tôi không khách khí Đến lúc đó cho dù có táng ra bại sản Thì tôi cũng phải khiến cậu trả giá đắt Đường Tuấn chế diễu một tiếng Đám người này hoàn toàn đều không hiểu cái gì cả Chỉ có thể bị lừa gạt Anh đem cái hộp chứa nhân sâm kia mang đến trước mặt mọi người Nói tôi muốn nhân sâm rừng nhưng mà người này đưa cho tôi cái này, cái này còn không phải là bán thuốc giả sao? Yo, cái đó không phải là đồ thật sao? Lần trước tôi cũng mua loại nhân sâm rừng này ở đây, tốn của tôi gần 3.5 tỷ. Rất nhanh, trong đám người lập tức có người nhận ra dược liệu trong hộp. Chương 52 xem ra ông ta lừa gạt cũng không chỉ mình anh. Sau đó lại có thêm mấy người hưởng ứng, những người đều đã mua nhân sâm rừng trong tay Đường Tuấn. Anh bạn trẻ Cậu nói nhân sâm rừng này là thuốc giả, vậy thì có bằng chứng gì không? Lúc này, không còn ai chú ý đến mâu thuẫn giữa Đường Tuấn và người đàn ông trung niên kia nữa. Bọn họ chỉ muốn biết cuối cùng thứ bọn họ mua là đồ thật hay giả, dù sao bọn họ cũng đã tốn không ít tiền. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi, xem ra ông ta lừa gạt cũng không chỉ mình anh. Nhân sâm rừng có đường vân dày đặc và sâu, vòng tròn đối diện với nhau, không có liên kết với nhau. Nhân sâm bình thường không có những đặc điểm này, Đường Tuấn từ từ nói. Mọi người nhìn thấy Đường Tuấn nói chắc chắn như thế, sau khi nghe xong thì trong lòng có mấy phần tin tưởng. Lại nhìn kỹ cái gọi là nhân sâm rừng trong cái hộp kia, thật sự không có cái loại đường vân này. Người đàn ông trung niên nghe Đường Tuấn nói xong, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, không nghĩ tới ở thành phố Vinh nho nhỏ này lại thật sự gặp được người tài giỏi. Trần sư phụ, có phải ngài nên giải thích với chúng tôi một chút đúng không? có phải phòng thuốc nam các người làm ăn buôn bán như vậy không? Có người hét lên trong đám đông vây xem, bọn họ tự nhận là không ngoan hiểu biết, không ngờ vậy mà lại bị tên đàn ông trung niên này đùa bỡn xoay vòng vòng. Lúc này đường Tuấn mới buông tay ra, người đàn ông trung niên kia cuối cùng cũng không thể kêu lên được nữa, đối diện với lời chỉ trích và chất vấn của nhiều người như vậy, ông ta ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Mà nữ nhân viên phục vụ ở bên cạnh kia cũng đã sớm bị dọa cho ngây người, không nghĩ tới cái tên thoạt nhìn nho nhã yếu đuối như vậy mà lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ngay khi phòng thuốc nam đang hỗn loạn, bỗng nhiên có người hô lên, ông chủ tử đến rồi. Đường Tuấn theo tiếng hô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục thắt cà vạt từ cửa phòng thuốc nam đi vào, ông ta bước đi ngang dọc, trong lúc đi lại khiến cho người ta có một loại khí thế vô cùng phong thái. Đám người tự động nhường đường cho ông ta, ông ta đi tới trước mặt đường Tuấn, nói anh bạn trẻ này, Chuyện này tôi đã hiểu rõ rồi, lần này là do tôi không quản lý tốt nhân viên. Bốp bốp, ông ta vỗ tay hai cái, ngay lập tức có người cầm một cái hộp đến. Ông chủ từ đưa cái hộp trong tay cho Đường Tuấn, nói cái này là nhân sâm rừng 50 năm mà anh bạn trẻ này muốn. Lần này là phòng thuốc nam của tôi sai, những dược liệu kia tôi sẽ giảm giá cho cậu 8 phần, coi như là một chút bồi thường của tôi. Nói xong, ông ta xoay người hướng về phía đám người cao giọng nói, các vị nếu như trước đây đã mua cùng một loại sản phẩm này thì đều có thể lấy được bồi thường từ chỗ phòng thuốc nam của tôi. Xảy ra loại chuyện như vậy tôi cũng rất đau lòng, nhưng chắc chắn sẽ cho mọi người một lời giải thích, tôi lấy danh dự của từ gia chúng tôi ra để đảm bảo. chương 53 tôi tên Ninh Đình Trung. Câu này vừa nói ra tiếng ồn ào trong đám người nhất thời dừng lại, có vài người giơ ngón tay cái lên với vị ông chủ từ này, khen ngợi ông ta rất biết cách làm người. Phòng thuốc Nam có thể trở thành một trong những hiệu thuốc lớn nhất ở thành phố Vinh này, đương nhiên sau lưng cũng có bối cảnh thâm sâu. Nghe nói cha của vị ông chủ từ này là một vị giáo sư ở trường đại học học viện thuốc Nam của thành phố Vinh. Đường Tuấn có chút bội phục nhìn thoáng qua ông chủ từ, dựa vào một hai câu đã có thể dập tắt sự tức giận của mọi người, càng thu phục được lòng người, thật sự là rất biết cách làm ăn. Xảy ra loại chuyện này, phòng thuốc Nam không dám làm khó Đường Tuấn nữa, sau khi đóng gói xong dược liệu mà Đường Tuấn cần, Đường Tuấn trực tiếp quẹt thẻ thanh toán, dáng vẻ ngay thẳng phóng khoáng kia khiến vị nữ nhân viên phục vụ sửng sốt. Đây là gần 3.5 tỷ đấy. Lúc trước cô ta còn hoài nghi Đường Tuấn không lấy ra được tiền hay không. Phía sau của phòng thuốc nam, ông chủ từ nụ cười ôn hòa kia, trên mặt lộ ra sự lạnh lùng, một cái đánh nặng nề vang lên bàn gỗ đàn, trầm giọng nói, thật là thằng nhóc thối, khiến cho tôi tổn thất một khoảng lớn như vậy. Trần sư phụ nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, lên tiếng nói, ông chủ, chuyện này tuyệt đối không thể tha cho thằng nhóc thối kia. Ba, ông chủ từ đem chén trà sứ thanh hoa trong tay đập lên mặt người đàn ông Trần, lạnh lùng nói, anh còn dám nói sao, nếu như không phải anh tham lam quá mức, có mắt không chồng thì sẽ trêu chọc vào nó sao. Thầy Trần trốn tránh không kịp, bị chén trà kia nện lên sống mũi, hai dòng máu tươi lập tức chảy ra. Trong lòng ông ta nói thầm, nếu không phải là anh ngầm đồng ý thì sao tôi dám làm như vậy bây giờ chuyện xảy ra trước mắt lại lôi tôi tới làm người chịu tội thay có điều những lời này thầy trần chỉ dám xả trong lòng không dám nói ra trước mặt ông chủ từ sắc mặt ông chủ từ thay đổi một lượt sau đó nói đi đi gọi lưu trung tới đây cho tôi chưa có một ai có thể chiếm lợi ích từ trong tay từ minh đức tôi mà có thể tiêu giao tự tại đâu thầy trần nghe vậy trong lòng đột nhiên vui vẻ lưu trung này là một thủ lĩnh nhỏ của bang long hổ ở khu vực này có vài thuộc hạ bán vé ngày thường giúp bọn họ không ít việc không để người khác biết đường tuấn cầm một túi thuốc chuẩn bị về trường học một chuyến trước anh vừa mới đi ra khỏi phòng thuốc nam không bao xa thì nghe thấy phía sau có tiếng người hô người anh xem hãy dừng bước đường tuấn xoay người nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi béo mập đi về phía anh một khuôn mặt tròn vo khiến người ta cảm thấy nung núc thịt cao lớn vạm vỡ chiều cao gần một m tám vốn dĩ khá là cao kều nhưng phối hợp với cơ thể gần 100kg lại khiến người ta cảm giác vô cùng mập mạp. Khóe miệng đường Tuấn kéo kéo, tên này không khỏi quá béo nhỉ. Nhìn anh ta đi đường lung lay thế kia, đường Tuấn lo lắng có khi nào trên người anh ta rớt xuống hai miếng thịt không nữa. Tên mập mạp này đi tới trước mặt đường Tuấn, vươn bàn tay múc mít thịt vỗ vỗ bả vai đường Tuấn. Khóe miệng kéo lên một độ cung tự cho là một nụ cười hiền lành, nói, người anh em, cậu thực sự rất có tài đấy. Nói rồi, anh ta còn bật ngón tay cái lên, chỉ là không biết có phải do hình thể quá mức biêu hãn không mà lại khiến cho cậu ta thêm vài phần dữ tợn. Đường Tuấn lui về sau một bước, né tránh bàn tay mập mạp tiếp xúc, nói anh có chuyện gì. Anh cũng không quen biết cái người mập mạp trước mắt tự tới làm quen này đâu. Tên mập vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, nói tôi tên Ninh Đình Trung, Đình có nghĩa là cây trúc nhỏ, cành cây nhỏ, Trung có nghĩa là một lòng một dạ Đường Tuấn nghe vậy thì đánh giá tên mập một phen, anh thực sự không có cách nào liên hệ cái tên mập mạp trước mắt này với cây trúc nhỏ, cành cây nhỏ được. Chương 54, Đại hội bán đấu giá thuốc nam. Xin chào, tôi là Đường Tuấn, Đường trong họ Đường ngày xưa, Tuấn trong đẹp trai, Tuấn Tú. Đường Tuấn cũng giới thiệu giống thế, hỏi tiếp anh tìm tôi có chuyện gì không? Ninh Đình chung cười nói, người anh em Đường, mới rồi ở phòng thuốc nam hành động của cậu đúng là khiến lòng người sảng khoái nhá thầy trần kia ngày thường ỉ vào có từ minh nước kia làm chỗ dừa cộng thêm khả năng nhận biết và phân biệt dược liệu nên thường xem thường người khác lắm hôm nay người anh em đúng là đã thay cho số đông quần chúng nhân dân chịu khổ xả ra một bụng tức đó đúng là sảng khoái mà nói xong dường như ninh đình trung vẫn còn khó chịu nói mẹ kiếp khó trách thuốc trước đây tôi mua từ phòng thuốc nam đó lại không có hiệu quả bây giờ nhớ ra nói chừng bọn họ cũng bán thuốc giả cho tôi một lần nữa đường tuấn cạn lời anh đã béo thành dạng này rồi thuốc giảm béo bình thường sao mà hiệu quả được bỏ đi không nói mấy chuyện phiền lòng này nữa gặp được nhau tức là có duyên người anh em hôm nay cậu giúp tôi xả được cơn tức này tôi phải cảm ơn cậu đàng hoàng mới được đi tôi mời cậu ăn cơm nhé ninh đình trung vô cùng hảo sảng nói đường tuấn nói không cần đâu cần chứ ninh đình trung béo ú nghe vậy sắc mặt đột nhiên nghiêm lại nói người anh em không nể mặt như thế có phải xem thường tên béo ú như tôi không đó ninh đình trung lớn lên vốn mập mạp đứng ở đó thôi cũng khiến người ta có một loại cảm giác bị núi cao đè xuống lời này vừa nói ra xong đúng là có hơi mang tính uy hiếp đấy không để cho đường tuấn nói thêm gì nữa ninh đình trung béo ú lại duỗi cánh tay nần nẫn qua ôm vai anh thấp giọng nói người anh em thật ra nhá tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu chỉ giáo Ánh mắt lúc này Ninh Đình Trung nhìn đường Tuấn Y trang người đàn ông độc thân nhiều năm nhìn thấy cô gái mà mình thích vậy, lấp lánh tỏa sáng. Nhìn đến nỗi trong lòng đường Tuấn trống rỗng, gắng sức thoát khỏi ôm ấp của bé Ú, lại nhìn dáng vẻ mập mạp, trong lòng anh biết nếu anh từ chối thì tên mập này có lẽ sẽ liều chết dây dưa đến cùng mất. Vậy được rồi, đường Tuấn căng ra đầu đồng ý. Trên mặt múc míp của Ninh Đình Trung lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói thế không phải là được rồi à. Hí hí, Cậu chờ tôi ở đây, tôi đi lái xe. Đường Tuấn nhìn theo bóng dáng đi xa của Ninh Đình Trung, khóe miệng không khỏi kéo lên một nụ cười khổ, tên béo ú này đúng là có chút buồn cười. Xe Ninh Đình Trung lái chính là xe BMW đời mới nhất màu bạc, nhìn điệu bộ này thì ra cảnh của béo ú cũng không tề hưng đâu. Đường Tuấn lên xe, béo ú lập tức tự làm quen hàn huyên, đề tài phần lớn là về những gì liên quan đến thuốc nam lúc này Đường Tuấn mới biết vậy mà trong nhà béo ú lại cũng làm về dược liệu thuốc nam. Đúng rồi, Từ Minh Đức kia cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Cậu đừng có mà thấy vẻ mặt ông ta hiền lành, thật ra hay đâm sau lưng đấy. Lần này cậu làm ông ta tổn thất nhiều như vậy, nói không chừng ông ta sẽ tìm cậu gây phiền phức đó." Ninh Đình Trung vừa lái xe vừa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật gật đầu, không cần Ninh Đình Trung nói, anh cũng biết Từ Minh Đức không tốt lành gì. Hi hi Chẳng qua Ninh Đình Trung tôi định kết bạn với cậu rồi thì sẽ không để cậu phải chịu uất ức. Yên tâm đi, có tôi che chở cho cậu." Ninh Đình Trung vỗ ngực bảo đảm nói. Đường Tuấn không bày tỏ ý kiến, kẻ hèn như Từ Minh Đức anh còn không để vào mắt. Ninh Đình Trung đưa Đường Tuấn tới một khách sạn rất là xa hoa trong nội thành, quen cửa quen nẻo gọi đồ ăn. Nói thêm vài câu nữa, lúc này Ninh Đình Trung mới vào chủ đề chính, người anh em không biết cậu có nghe nói tới đại hội bán đấu giá thuốc nam vào buổi tối không? Đại hội bán đấu giá thuốc nam. Đường Tuấn nhướng mày lên, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ninh Đình Trung nói, nhìn dáng vẻ này của người anh em chắc cũng không phải là người bản địa thành phố Vinh. Đại hội bán đấu giá thuốc nam này cứ cách một khoảng thời gian sẽ được tổ chức một lần ở thành phố Vinh. Ở trên hội đấu giá sẽ bán rất nhiều dược hiệu niên đại, thậm chí một vài dược liệu cổ quái hiếm là bình thường ít khi gặp được cũng có loại sự kiện như này có không ít người ở nơi khác đến tham gia ha ha anh muốn tôi đi giúp anh nhìn hàng chứ gì lập tức đường tuấn đã nghĩ ra nguyên nhân ninh đình trung tìm mình ninh đình trung giơ ngón tay cái lên cười nói người anh em đường đúng là người thông minh nói thật với anh tôi không am hiểu lắm về nhận dạng phân biệt thuốc nam nhưng lần này ông già nhà tôi lại đúng lúc ra ngoài nếu tôi mà làm ra chuyện sai lầm gì Người cha già của tôi sợ là sẽ đánh mông tôi đến nở hoa mất. Người anh em, cậu giúp được tôi đó. Vừa rồi ở tiệm thuốc nam tôi thấy cậu nói rõ ràng như vậy, nhất định sẽ có mắt nhìn về nhận dạng, phân biệt dược liệu, đến lúc đó kiểu gì cũng tốt hơn tôi đi mua lung tung. Đường Tuấn không khỏi cười khổ một tiếng, hóa ra ninh đình chung cũng không tin tưởng gì lắm về anh, chỉ có vài phần hy vọng mà thôi. Anh suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở miệng từ chối uyển chuyển chút nhưng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên từ ngoài cửa, Yo, đây không phải là ninh béo ú của chúng ta sao? Bây giờ còn nhàn rỗi tới nơi này ăn cơm cơm mà. chương 55 cô gái làm ra vẻ vô tội. Ninh Đình Trung nhìn thấy hai người, sắc mặt biến đổi, thu lại tư thái tùy ý, nói, Lâm Anh Tài, mày muốn làm gì? Dường như Lâm Anh Tài bị dọa một trận, bày ra vẻ hoảng sợ, sau đó cười nói với cô gái bên cạnh, bảo bối, em biết người này là ai không? Cô gái làm ra vẻ vô tội, lắc lắc đầu, Lâm Anh Tài đắc ý nói, hí hí, có lẽ em không nhớ được tên của anh ta đâu, nhưng mà biệt danh của anh ta em nghe qua rồi đấy. Anh ta được xưng là cậu chủ béo nhất thành phố Vinh đấy. Chật chật, thật là vinh hạnh quá, béo nhất thành phố Vinh. Cha anh sao lại có thể sinh ra đứa con trai như anh chứ? À, anh ta chính là tên béo kia mà cậu Lâm thường xuyên nhắc tới. Cô gái kia bừng tỉnh hiểu ra, nói. Lâm Anh Tài càng thêm đắc ý, cười nói, đương nhiên rồi ngoài anh ta ra, còn ai gánh nổi cái tên béo ú lưu này nữa chứ? Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Ninh Đình Trung. Sắc mặt Ninh Đình Trung tái mét một mảnh, tuy là anh ta béo nhưng hận nhất là người khác gọi anh ta là béo ú. Nhưng gia cảnh của tên lâm anh tài trước mắt này cũng không khác gì anh ta, hơn nữa cũng làm ăn trong lĩnh vực dược liệu thuốc nam, mâu thuẫn của hai nhà đương nhiên cũng lan tới trên người hai bọn họ. Mà Lâm Anh Tài xem như trai đẹp đúng chuẩn so sánh với anh ta, dáng người của Ninh Đình Trung đương nhiên bị lời nói của Lâm Anh Tài làm cho nhục nhã. Lâm Anh Tài, mày đừng có khinh người quá đáng, Ninh Đình Trung gần giọng nói. Lâm Anh Tài cười nói, người khác thì sợ Ninh béo ú mày chứ tao đây không sợ. Nghe nói bây giờ mày còn chưa tìm được thầy kiểm định thuốc, he he, đại hội đấu giá thuốc nam lần này sợ là mày tay không mà về thôi. Đổi cách nói khác chính là với chút bản lĩnh này của mày, không chừng còn bị người ta lừa sạch cái thân béo tốt này luôn đó ha 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 ai nói tao không tìm được thầy kiểm định thuốc ninh đình trung sốt ruột nên nói thẳng đột ra ồ oh, nụ cười tươi giói của lâm anh tài thu lại một chút sau đó có vẻ lúc này mời nhìn thấy đường tuấn đang ngồi đối diện ninh đình trung nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cười khẩy nói không phải anh ta là thầy kiểm định thuốc mà mày mời tới đấy chứ ninh đình trung biết bản thân mình nói lỡ lời rồi nhưng lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu có cái gọi là thua người không thua trận đó khí thế tuyệt đối không thể thua được. Ai ngờ anh ta vừa mới gật gật đầu, Lâm Anh Tài càng cười đắc ý hơn nữa, ôm bụng cười đến cong cả lưng, bày ra dáng vẻ vô cùng khoa trương, nói, ha ha ha, ninh béo ú, mày chọc tao cười vỡ bụng rồi. Mày mời một thằng danh đi làm thầy kiểm định thuốc cho mày, cảm thấy bản thân mày bị lừa sạch bách còn chưa đủ hả? Mày đi ra đường tùy tiện kéo một đứa tới còn mạnh hơn cái thằng này. Ninh Đình Trung giải thích nói, tài năng của người anh em Đường Sao mày có thể biết được. Chương 56 định sẵn là kẻ thất bại rồi. Tuy là nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Ninh Đình Trung cũng không có tự tin như thế. Dù sao anh ta cũng chỉ gặp mặt Đường Tuấn một lần, còn chưa có hỏi kỹ càng. Sở dĩ mời anh tới cũng chỉ là có bệnh mới lo tìm thầy thôi. À, tao đây sẽ chuẩn bị xem Ninh bé ú mày thể hiện sức mạnh lâm anh tài cười nói có điều lần này chắc chắn mày phải chạy sau mông tao hít khói thôi hứ hứ lần này nhà họ lâm đã bỏ một số tiền lớn để mời đại sư hứa tường anh tới làm thầy kiểm định thuốc mày biết đại sư hứa tường anh là ai không đó chính là đại sư chuyên khí công sư y học cổ truyền nổi danh khắp trốn tây bắc đấy cho dù là những giáo sư trong các học viện y của thành phố vinh cũng phải tôn sùng kính nể ông ấy đấy hứa tường anh nhà họ lâm mày mời được cả hứa tường anh ninh đình trung nghẹn ngào nói Khoảng thời gian này tên tuổi của đại sư hứa tưởng anh vô cùng vang dội ở thành phố Vinh, gần như tất cả những người có chút kiến thức thì đều nghe tới. Không sai, lâm anh tài ngạo nghễ nói, cho nên, cho dù mày có mời ai tới thì định sẵn là kẻ thất bại rồi. Đôi mắt anh ta liếc xéo đường tuấn một cái, một tiếng hừ truyền qua lỗ mũi, nói: dựa vào anh cũng xứng làm thầy kiểm định thuốc, đúng là không biết phải nói gì. Nói xong, lâm anh tài ôm eo cô gái trẻ đi mất trên mặt ninh đình trung lộ vẻ chán nản nhìn dáng vẻ là bị những lời nói mới rồi của lâm anh tài đả kích không nhẹ anh có thể nói tỉ mỉ cho tôi nghe về cái đại hội đấu giá thuốc nam này không đường tuấn nhìn vẻ mặt khó coi của ninh đình trung hỏi ninh đình trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua đột nhiên trong lòng có chút áy náy nếu không phải anh ta khăng khăng muốn kéo đường tuấn tới làm thầy kiểm định thuốc thì sao lại bị lâm anh tài nhục nhã được xoa dịu bớt cõi lòng thấp thỏm Ninh Đình Trung chậm rãi nói, chắc hẳn cậu cũng biết công ty dược phẩm lớn nhất thành phố Vinh chúng ta là tập đoàn Nam Nhật Ha. Nhìn thấy đường Tuấn gật đầu, Ninh Đình Trung mới nói tiếp, đại hội đấu giá thuốc Nam là do tập đoàn Nam Nhật đứng ra tổ chức, cũng chỉ có công ty lớn như thế này mới có bản lĩnh tổ chức đại hội lớn như thế. Chỉ đáng tiếc là, tuy nhà họ Ninh có chút gia sản nhưng cũng không lọt vào mắt tập đoàn Nam Nhật. Mà lần đại hội đấu giá này khác với những lần đại hội đấu giá trong quá khứ. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì gần đây tập đoàn Nam Nhật đang nghiên cứu phát minh ta hai loại thuốc mới, rất có thể sẽ nương theo đại hội đấu giá lần này để tìm kiếm người cùng hợp tác. Đó cũng là lý do ba tôi bắt tôi nhất định phải tham gia. Đường Tuấn nghe thế cuối cùng cũng hiểu được một chút. Hai loại thuốc mà tập đoàn Nam Nhật muốn tuyên bố ra hẳn là thuốc thông thần và tuyết cơ đài khoảng thời gian trước anh giao cho Diệp Nam Nhật. Anh suy nghĩ một hồi, sau đó cười nói, sao thế? Bây giờ còn muốn tôi làm thầy kiểm định thuốc không? ninh đình trung sửng sốt thở dài một hơi nói không cần đâu không nghĩ tới lần này nhà họ lâm bỏ được cả gốc lẫn vốn như thế đến đại sư hứa tưởng anh cũng mời được cậu đi cũng không thay đổi được gì tuy là anh ta đã nói rất khéo léo rồi nhưng ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng đường tuấn không bằng đại sư hứa tưởng anh đi cũng không được việc đường tuấn lại nhớ tới một màn vừa nãy khiến cho hứa tưởng anh chịu thiệt không khỏi cười nhẹ nói làm sao Lâm Anh Tài mới nói có mấy câu thôi mà anh đã không có dũng khí đi tới đó à? Chương năm 17 vậy cũng không chắc đâu. Ninh Đình Trung nghe vậy, ngây người một chút, sau đó vỗ đùi, trên mắt hiện lên vẻ hung ác, nói, mẹ nó chứ, cậu nói có lý. Tôi cũng không tin, Lâm Anh Tài anh ta mời được đại sư hứa tưởng anh thì làm sao chứ? Chẳng lẽ có thể hốt hết được mọi thứ tốt à? Nhà họ Lâm Anh ta ăn thịt còn không cho nhà họ Ninh tôi hút canh à? Sứt lời, Ninh Đình Trung cắn răng nói, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong, tôi dẫn người anh em đường tới hiểu biết một chút về đại hội này. Cũng không để cậu theo tôi một chuyến vô ích chứ. Người anh em đường, cậu xem thế nào? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ninh Đình Trung nói, chỉ đáng tiếc là, lần này nhà họ Lâm cũng mời được đại sư hứa tưởng anh rời núi, nhìn dáng vẻ này chắc chắn sẽ thành đối tác của tập đoàn Nam Nhật rồi. Lần này đợi ba già tôi về, có lẽ tôi còn phải nghe mắng một trận đấy. Đường Tuấn cười nói, vậy cũng không chắc đâu. Nếu mà Ninh Đình Trung không tề hưng, Đường Tuấn sẽ không ngại dẫn anh ta đi gặp Diệp Nam Nhật. Nói thẳng ra thì, anh mới là người cầm quyền chân chính của công ty Dược Nam Nhật. Hơn nữa hai tờ phương thuốc kia vẫn là do anh lấy ra, quyền quyết định này vẫn có được. Còn nhà họ Lâm, trong lòng Đường Tuấn đã phán tử hình cho bọn họ, chắc chắn không có khả năng hợp tác. Ninh Đình Trung nghe vậy, lắc đầu cười nói, cậu từ nơi khác tới sao mà biết được thực lực của công ty Dược Nam Nhật chứ? Thôi bỏ đi, không nói nữa. Chúng ta nhanh chóng ăn cơm xong đi rồi tôi đưa cậu đi tìm hiểu một chút. Hai người ăn xong cơm, Ninh Đình Trung dẫn theo đường Tuấn lái xe ra vùng ngoại ô đến Sơn Trang nghỉ dưỡng Yến Anh Thơ. Sơn Trang nghỉ dưỡng Yến Anh Thơ này là sản nghiệp dưới cờ tập đoàn Nam Nhật, đại hội đấu giá thuốc Nam hàng năm đều được tổ chức ở đây. Đỗ xe xong, Ninh Đình Trung đang chuẩn bị dẫn Đường Tuấn vào trong sơn trang thì đúng lúc này, di động của Đường Tuấn lại vang lên. Vừa nhìn thì thấy thông báo cuộc gọi hiện lên, vậy mà lại là điện thoại của Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn nói với Ninh Đình Trung mấy câu rồi đi tới một góc nhận điện thoại. "Chú Diệp." Bên kia đầu dây truyền đến giọng nam trung trầm thấp của Diệp Nam Nhật, "Đường Tuấn, hôm nay chú chuẩn bị công bố tin tức về thuốc thông thần và tuyết cơ đài ở đại hội đấu giá thuốc nam. Cháu có rảnh không? Chú cho người qua đón cháu." đường tuấn cười nói không cần đâu chú diệp cháu đã ở yến anh thơ rồi thế à vậy chú bảo thanh phương ra ngoài đón cháu nhé diệp nam nhật nói không cần đâu chú diệp cháu tới cùng với một người bạn chờ chú bận xong rồi cháu lại dẫn anh ta tới gặp chú vậy được chỗ chú còn bận chút chuyện lát nữa gặp cháu sau hai người hàn huyên vài câu rồi lúc này mới cúp điện thoại Lúc đường Tuấn xoay người chuẩn bị quay về tìm Ninh Đình Trung thì một giọng nói tức giận kèm theo chút kinh ngạc vang lên, sao anh lại tới đây? Trường 58 nơi này là nơi anh có thể tới sao? Đường Tuấn nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy Lý Ngọc Mai ăn mặc như một người phụ nữ cực kỳ giỏi giang trên thương trường đi về phía anh. Mà bên cạnh cô ta có rất nhiều người đi cùng, có già có trẻ. Mấy người thanh niên trẻ tuổi đều rất có khí phách, vừa nhìn là biết công tử con nhà giàu, chỉ là lúc này lại nhìn Lý Ngọc Mai với vẻ nịnh bợ. Nơi này là nơi anh có thể tới sao? Đi về cho tôi, Lý Ngọc Mai vẫn dùng cái giọng điệu ra lệnh như cũ, giống như cô ta là nữ hoàng ở tiết trên cao, mà đường tuấn chỉ giống như một tên nô bộc vậy. Lời nói vừa mới dứt mấy người bên cạnh Lý Ngọc Mai nghe thấy thế thì rất hứng thú nhìn đường tuấn trước mặt. Nhất là mấy vị cậu ấm nhà giàu kia, vốn mấy người đó còn đang lo lắng đường tuấn có chút quan hệ gì đó với lý ngọc mai nhưng mà lúc này nghe được giọng điệu nói chuyện của lý ngọc mai tức khắc thở phào nhẹ nhõm chân mọc trên người tôi tôi thích đi đâu thì đi đó người nhà họ lý lúc nào quan tâm tới cả chuyện này vậy đường tuấn có hơi bực mình bà cô này có vẻ bá đạo quá đấy hừ vẻ mặt lý ngọc mai nghiêm nghị lạnh lùng nói mệt cho ba tôi còn bảo tôi giới thiệu công việc cho anh anh xem anh đã làm ra chuyện gì đi chẳng những không hề có tí trách nhiệm nào lại còn gây chuyện khắp nơi. Anh đừng tưởng cứu được ông nội tôi thì nhà họ Lý tôi phải lau đít cho anh mãi. Ha ha, việc đường tuấn tôi làm còn không cần nhà họ Lý các người tới chùi đít thay tôi, cô không khỏi đáng giá cao mình quá đấy. Đường tuấn khẽ cười nói. Thằng nhãi danh, anh nói chuyện với cô chủ Lý thế đấy hả? Còn không nhanh chóng xin lỗi cô chủ Lý đi. Vài vị công tử nhà giàu nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ. Cô chủ Lý Ngọc Mai là nhân vật như thế nào chứ, cô ấy bằng nói nói chuyện với anh thì đó là vinh hạnh của anh, anh ngoan ngoãn nghe theo là được, thế mà lại dám chống đối. Ôn ào, đường tuấn lạnh lùng nhìn mấy vị công tử nhà giàu một cái. Cái ánh mắt lạnh băng vô tình ấy khiến cho bọn họ khiếp sợ tới mức cả cơ thể cũng phải có rút lại. Lý Ngọc Mai lại bị những lời này chọc cho tức đến mức nói không ra lời. Người anh em đường, cậu đang làm gì đấy? À, cô chủ Lý... Vào lúc không khí giữa mấy người này có chút xấu hổ thì giọng nói của Ninh Đình Trung đột nhiên vang lên. "Ha ha, đương nhiên là Lý Ngọc Mai liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị được xưng tụng là công tử béo nhất thành phố Vinh này. Sau đó lại dùng ánh mắt ngang ngược kiêu ngạo nhìn Đường Tuấn, nói tôi nói mà, bảo làm sao cái tên Mô Nam Bình kia lại sợ anh như cọp, thì ra là anh còn quen biết với người nhà họ Ninh." Cô ta tự cho là cuối cùng cũng hiểu cặn kẽ về Đường Tuấn rồi dùng giọng nói chính trực nghiêm khắc còn kèm ý vô cùng đáng tin nữa. Ninh Đình Trung nghe mà không hiểu ra làm sao nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Tuy nhà họ Ninh của anh ta có của cải kha khá nhưng gia cảnh của những cậu ấm cô chiêu đứng bên cạnh Lý Ngọc Mai này cũng không kém nhà họ Ninh đâu. Chẳng qua tôi cũng khuyên anh một câu, của người ta vĩnh viễn là của người ta. Đường Tuấn Anh đừng có ỷ vào uy phong nhất thời của người ta, người như anh tôi đây thấy nhiều lắm rồi. Có điều cuối cùng không có ai có kết cục tốt cả. Lý Ngọc Mai châm chọc nói. Trường 59 anh quên cậu cả tề à. Lời cần nói tôi đã nói hết rồi. Lý Ngọc Mai nói xong thì lập tức đi trong vào sơn trang yến anh thơ, đến cả một ánh mắt cũng lười cho đường Tuấn. Còn mấy vị công tử nhà giàu đi sau cô ta kia thì lại càng cười lạnh chế nhạo đường Tuấn hơn. Người anh em đường, cuối cùng chuyện này là sao thế? Cậu với cô chủ Lý, đợi đến khi đám người của Lý Ngọc Mai đi vào hết rồi, Ninh Đình Trung mới lên tiếng, cẩn thận hỏi. Đường Tuấn nhìn theo bóng xinh đẹp của Lý Ngọc Mai, khẽ lắc lắc đầu, nói: "Không có gì. Chúng ta đi thôi." Ninh Đình Trung còn muốn hỏi nữa nhưng lại ngoan ngoãn nhắm miệng lại. Anh ta với Đường Tuấn cũng không phải rất thân, nếu vì chuyện này mà nhà họ Lý giận chó đánh mèo lên nhà họ Ninh vậy thì lại mất nhiều hơn được rồi. Có điều anh ta cũng xem như có nghĩa khí, không bởi vì Lý Ngọc Mai mà sinh ra khoảng cách với Đường Tuấn. Sau khi Ninh Đình Trung đưa thư mời ra, hai người đi vào trong sơn trang yến anh thơ. Bên trong được xây dựng rất lộng lẫy nguy nga, thiên về phong cách cổ đại, giống như phủ của những vị vua thời xa xưa vậy. Ở thành phố Vinh nhà họ Ninh cũng xem như có tiếng, có được một chỗ đơn độc ở tầng 2, mà ở tầng 1 là dành cho những nhà giàu mới nổi chưa có căn cơ sâu. Chỉ cần là người muốn bước chân vào sơn trang yến anh thơ, giá trị con người đều phải tiền tỷ trở lên. Đương nhiên người như Đường Tuấn được người dẫn vào thì lại khác. Đường Tuấn với Ninh Đình Trung vừa mới ngồi xuống thì đã có không ít ánh mắt nhìn bọn họ đánh giá. Trong đó có không ít người nhận ra Ninh Đình Trung, khẽ gật đầu chào hỏi. Về phần đường Tuấn ngồi bên cạnh Ninh Đình Trung, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi. Tuy là đường Tuấn ngồi ở giữa tầng 2 nhưng những lời bàn luận ở dưới tầng 1 vẫn có thể nghe được rõ ràng, rành mạch. Anh biết không, lần này cậu chủ lâm mời đại sư hứa tưởng anh tới làm thầy kiểm định thuốc đấy nhìn kiểu này nhà họ Lâm đúng là sắp quật khởi rồi. Leo lên được thuyền lớn của đại sư hứa tưởng anh, không muốn tiến nhanh cũng khó lắm. Thế đã là gì chứ? Cô chủ lớn nhà họ Lý cũng không phải dạng ăn chay đâu, anh coi vị ngồi bên cạnh cô ấy kìa. Đó là vương tấn lợi của nhà họ Vương, là thế gia đông y của tỉnh Hà Nam chúng tôi đấy. Nghe nói y thuật của anh ta xuất thần nhập hóa, ngay cả thần y Vương Trọng Khang cũng từng nói qua, qua 10 năm nữa, y thuật của Vương Tấn Lợi có thể vượt qua ông ấy đấy. Người như này ấy, đừng nói là tỉnh Khánh Hòa chúng tôi, ngay cả xét trên toàn bộ nước Việt Nam thì cũng là người trẻ tuổi đứng đầu. Lần này nếu không phải là vì người đẹp Lý Ngọc Mai này, chỉ sợ người như Vương Tấn Lợi hoàn toàn khinh thường tới đại hội đấu giá như thế này. Anh không biết Vương Tấn Lợi kia bá đạo đến mức nào đâu. Vừa mới tới đã đuổi sạch mấy công tử nhà giàu ở thành phố Vinh Chuyên vây quanh cô chủ Lý đi. Những vị đó ngày thường mắt hết lên trời lần này cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi. Chỉ là đáng tiếc, người đẹp của thành phố Vinh chúng ta bị người nhà họ Vương đón đi rồi. He he, anh quên cậu Cả Tề à. Đúng nhỉ, lần này cậu Cả Tề sao còn chưa thấy tới. Nghe nói em gái Tề Yến anh của cậu Cả Tề bị bệnh, cậu ấy dẫn em gái tới Hà Nội tìm người khám bệnh cho cô ấy đấy. Nếu không thì, với tính cách cậu Cả Tề sao có thể để cho cậu chủ nhà họ Vương dương oai ở đây chứ? Chương 60 tài chính trong tay anh có hạn. Nghe những lời bàn luận đầy cảm khái đó, ánh mắt đường Tuấn cũng nhìn về chỗ ngồi của Lý Ngọc Mai ở phía đông nam tầng 2. Chỉ thấy Lý Ngọc Mai đang là trò chuyện với một người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Thanh niên ước chừng 27 đến 28 tuổi, trong ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo. Ngày thường Lý Ngọc Mai vô cùng cao ngạo nhưng trước mặt thanh niên này lại liên tục nở nụ cười. Hiển nhiên thanh niên đó là Vương Tấn Lợi trong miệng người kia vừa mới nói. Anh ta là Vương Tấn Lợi, lông mày đường tuấn khẽ nhíu, vẻ mặt đầy vẻ suy tư. Nhà họ Vương và nhà họ Đường đều là thế gia Đông y nhưng bởi vì một nhà ở tỉnh Khánh Hòa vùng duyên hải, một nhà ở tỉnh Lạng Sơn, hoàn toàn cũng không có dính líu gì đến nhau. Nhưng mà tên tuổi của Vương Tấn Lợi, lúc anh ở nhà họ Đường thì thường xuyên nghe người trong nhà nhắc tới. Nói người này chẳng những y thuật cao minh ngay cả thiên phú kinh doanh cũng rất lợi hại. Cứ thế so sánh thì trong mắt những người nhà họ Đường, Đường Tuấn một lòng dốc sức học y thật sự tràn đầy thất vọng. Lý Ngọc Mai cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Tuấn chỉ là ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau, cô ta đã quay đầu đi ngay, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Tấn Lợi. So sánh với Vương Tấn Lợi, cậu chủ sau này sẽ đứng trên đỉnh cao nhất toàn bộ tỉnh Khánh Hòa còn người như Đường Tuấn, người mà muốn vào Sơn Trang Yến Anh thơ cũng cần mượn tay người khác thì đúng là không lọt vào mắt người ta được. Ninh Đình Trung cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta vỗ vỗ vai Đường Tuấn, vẻ mặt đồng tình, nói, người anh em Đường, tôi khuyên cậu nên cắt đứt cái suy nghĩ này đi. Loại người như cô chủ Lý này không phải là người mà cậu với tôi có thể nhúng chàm được đâu, cũng chỉ có cậu chủ như Vương Tấn Lợi này mới có thể xứng đôi thôi." Đường Tuấn nghe thế ngược lại cười cười, xem ra màn mới rồi ở bên ngoài sơn trang Yến Anh Thơ đã khiến Ninh Đình Chung hiểu lầm rồi. Có điều anh cũng không muốn giải thích gì cả, người của nhà họ Vương và người của nhà họ Lý rất giỏi, không sai. Nhưng Đường Tuấn cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Anh nhìn quét quanh toàn bộ hội trường một lần, cũng nhìn thấy Lâm Anh Tài cùng với vị đại sư hứa tưởng anh kia. Chỉ là vị hứa đại sư này nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không phát hiện ra đường Tuấn. Nếu không có lẽ ông ta cũng đứng ngồi không yên rồi. Ha ha, tôi vốn cho rằng lần này ít nhất cũng có thể mang về thứ gì tốt chút, nhìn thế này thì không có chỗ rồi. Với tài lực của nhà họ Lý cộng thêm ánh mắt của hứa tưởng anh thì đâu có chừa chỗ cho chúng ta nhặt của hơi được. Ninh Đình chung cười khổ nói. Đúng lúc hai người nói chuyện, đại hội đấu giá đã bắt đầu. MC đại hội đấu giá là một giám đốc của dược phẩm Nam Nhật, sau khi nói một vài câu rồi đi vào chủ đề chính. Vị thuốc đầu tiên của đại hội đấu giá hôm nay chính là nhân sân hoang dã trăm năm, giá khởi điểm là 175 triệu, mỗi lần tăng giá 35 triệu. Giọng nói của MC vô cùng vang dội, mặc dù không có micro nhưng vẫn có thể truyền khắp đại sảnh. Lúc đang giới thiệu thì sẽ có một nhân viên nữ mặc sườn xám bưng một cái hộp tinh xảo đi lên, hộp mở ra để lộ đồ vật để bên trong. Đường Tuấn liếc mắt đánh giá một cái, đúng là nhân sâm hoang dã trăm năm không thể nghi ngờ. Loại nhân sâm hoang dã này lấy để làm thuốc hay là siêu tầm đều có giá trị vô cùng cao. Mấy cửa hàng dược liệu như phòng thuốc nam kia, có lẽ sẽ có nhân sâm hoang dã trăm năm nhưng chắc chắn bọn họ sẽ giấu thật kỹ để làm bảo vật chấn cửa hàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra bán đấu giá. Nhân sâm hoang dã trăm năm là dược liệu may thì gặp, không thể đòi hỏi. Nếu có nhân sâm hoang dã trăm năm này làm thuốc dẫn, có lẽ dược hiệu sẽ càng tốt. Trong phương thuốc mà Đường Tuấn chuẩn bị cho Thẩm Ngọc Nhu có thêm vị thuốc nhân sâm hoang dã trăm năm này. Lúc này nhìn thấy nhân sâm hoang dã trăm năm khó tránh khỏi có chút động lòng, lập tức giơ thẻ bài hô 350 triệu. 350 triệu mà muốn mua nhân sâm hoang dã trăm năm. Hừ, phía dưới vang lên một giọng nói thồn thức, rất nhanh đã có người liên tiếp sơ thẻ giá cả nhanh chóng tăng lên 1 tỷ 750 triệu, lúc này hô giá mới chậm lại. 2 tỷ 1, đường Tuấn lại hô giá lần nữa. 2 tỷ 8, cây nhân sâm hoang dã trăm năm này nhà họ Lâm muốn. Lâm Anh Tài khinh bị nhìn thoáng qua đường Tuấn, không hề do dự hô giá. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như đang nói, mày ngon thì hô giá nữa đi, xem ai nhiều tiền hơn. Đường Tuấn nhíu mày, vừa định hô giá thì lại có người nhanh hơn anh một bước, 35 tỷ người hô giá chính là Vương Tấn Lợi. Lúc này, vị cậu ấm nhà họ Vương đang vịn lan can lầu 2, trên mặt nở một nụ cười đầy tự tin. Nhìn thấy người hô giá chính là Vương Tấn Lợi, Lâm Anh Tài méo mặt ngay. Cho dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Lý đều không phải là nơi mà nhà họ Lâm có thể so sánh được. Tuy là vô cùng muốn lấy được món đầu tiên nhưng Lâm Anh Tài cũng thức thời không hô giá nữa. Chỉ là sắc mặt có hơi khó coi, dù sao lúc trước anh ta cũng đã nói ra lời thề son sắt, nhà họ Lâm muốn gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này, đúng là bị vả mặt bôm bốp ngay hiện trường. Đường Tuấn cũng không định hô giá nữa, tài chính trong tay anh có hạn. Trường 61 anh có nhìn ra thứ đó là gì không? Không ai hô giá theo vương tấn lợi, cuối cùng gốc nhân sâm hoang dã trăm năm bị anh ta dùng giá 35 tỷ mua tới tay. Tuy là nó có chút đắt nhưng sắc mặt anh ta không hề đổi, phong cách cậu ấm nhà giàu hào phóng thể hiện ra hết ánh mắt Phương Tấn Lợi đảo qua chỗ đường Tuấn ngồi, trong mắt lộ vẻ khinh thường, coi rẻ. Một màn ở ngoài sơn trang yến anh thơ kia đương nhiên không thể giấu giếm khỏi tai mắt của anh ta. Anh ta biết dường như cái gã ăn mặc như kẻ nghèo kiết hủ lậu này có mối quan hệ không bình thường với Lý Ngọc Mai. Cho nên mới cố ý hô một giá cao hơn nhiều, nếu không thì gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này anh ta còn không để vào mắt đâu. Hừ, một thằng nghèo trả ra gì mà cũng dám tranh đoạt phụ nữ với ta, đúng là không biết phải gọi là gì. Vương Tấn Lợi vốn nghĩ Đường Tuấn sẽ cậy mạnh hô giá thêm vài lần nữa, không nghĩ tới đối phương lại từ bỏ nhanh như vậy. Nhưng làm như thế ngược lại làm cho Vương Tấn Lợi lại càng khinh thường hơn. Một thằng nhóc đến dũng khí đối đầu cũng không có, thế thì còn không xứng làm kẻ đối địch với ta. Sau đó, đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành, có mấy món dược liệu lục tục được đấu giá xong. Trong đó có linh chi, tuyết liên, xả hương toàn là những vị thuốc vô cùng quý hiếm. Chẳng qua phần lớn những vị thuốc này đều bị Lâm Anh Tài và Vương Tấn Lợi đoạt đi hết, hai tay ninh đỉnh chung chống trơn. Phía sau sẽ đấu giá một vài thứ khá là kỳ lạ, ngay cả thầy kiểm định thuốc của Yến Anh Thơ chúng tôi cũng không biết được nó là vật gì. Trên mặt MC mang theo nụ cười, giới thiệu. Tiếng nói vừa mới dứt thì lại có một cô gái mặc sườn xám, dáng người thướt tha hiểu điệu dùng xe đẩy một, cục đá, ra trước sân khấu. Cục đá còn to hơn đầu của một thanh niên trưởng thành vài phần, chỉ là bên ngoài có chút đen xì, có vài ổ gà nhỏ lổn nhồn. Đây là thứ gì vậy? Sao nhìn cứ có cảm giác giống như cục đá, rồi lại giống như đống bùn ấy? Đúng thế, tập đoàn Nam Nhật các người làm trò quỷ gì vậy này? Chẳng lẽ đã bán mà bán không nổi rồi đưa ra đây lừa người à? Một đợt ẩm ý truyền ra từ trong đám người. Mấy người này tới lâu thế rồi mà vẫn chưa mua được gì, trong lòng đã sớm khó chịu bây giờ nhìn thấy ban tổ chức lại lấy ra một cục đá thế này đương nhiên là không nén được nửa giận rồi hứa đại sư cục đá này là thứ gì thế nhìn có vẻ không giống dược liệu à lâm anh tài vô cùng cung kính học hỏi với hứa tường anh hứa tường anh mở to mắt nhìn thoáng qua sau đó thản nhiên nói vật thường thôi không đáng giá nhắc đến lập tức lâm anh tài không có hứng thú hô giá nữa Mục tiêu của gã ta trong lần đại hội đấu giá này là mấy món dược liệu áp chót kia cơ. Không cần phải lãng phí tiền vào những thứ vô dụng này. Cậu chủ Lâm, anh có nhìn ra thứ đó là gì không? Lý Ngọc Mai cũng rất có hứng thú nhìn nhìn cục đá trên xe kia. Vương Tấn Lợi nhìn liếc qua hai lần, sau đó khẽ lắc lắc đầu, nói, nhìn bề ngoài thì có lẽ là một thứ dược liệu y học cổ truyền pha trộn nào đó, không có giá trị gì. Lý Ngọc Mai gật đầu không hề có bất kỳ nghi ngờ gì về phán đoán của Vương Tấn Lợi. Giá khỏi điểm của dược liệu này là 3 tỷ 500 triệu, mỗi lần hô giá không được ít hơn 350 triệu. MC Căng ra đầu ra nói, ngay cả anh ta cũng cảm thấy cục đá này bán với giá 3 tỷ rưỡi cũng có hơi quá rồi. Lời này vừa dứt, phía dưới lại một trận ồn ào. chương 62 giải quyết dứt khoát. Toàn bộ không có ai giao hàng, người chủ trì lâm vào hoàn cảnh có chút xấu hổ, hiển nhiên không ai nguyện ý ra 3 tỷ 500 triệu mua tảng đá này. Ngay tại thời điểm anh ta chuẩn bị cho người mang tảng đá đi thì có người hô lên 3 tỷ 500 triệu. Lời vừa dứt, lập tức đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Ngay cả hứa tưởng anh đại sư cũng mở to mắt, dường như muốn nhìn xem là ai ăn no rừng mỡ, dùng 3 tỷ 500 triệu mua một tảng đá vụn, chỉ là khi ông ta vừa nhìn thấy người kêu giá kia thì sắc mặt khẽ biến đổi. Kia không phải là người trẻ tuổi sáng nay vừa gặp ở Trung Y sao? Ninh Đình Trung nhíu mày, khuyên nhủ đường Tuấn, cậu đường, cậu dùng 3 tỷ 500 triệu mua tảng đá vụn này để làm gì? Vừa không thể nhìn vừa không thể ăn, mua về có lợi ích gì đâu. Đường Tuấn cũng khẽ lắc đầu, không giải thích gì. Ninh Đình Trung, cậu choáng váng đến điên rồi sao, tự nhiên bỏ tiền ra mua một tảng đá vụn. Ha ha ha, lần này ông đây sẽ không tranh đoạt với cậu, dù sao cũng không thể để cho cậu về không một chuyến được. Lâm Anh Tài cười to, tiếng cười bừa bãi vô cùng mà mặt khác Vương Tấn Lợi cũng khẽ lắc đầu, xem ra đối thủ này còn ngu dốt hơn so với tưởng tượng của anh ta, lại có thể vì thể diện của một đinh nam đáng thương mà ra 3 tỷ 500 triệu mua loại đá vụn này, xem ra chính mình đã đánh giá cao cậu ta rồi. Lý Ngọc Mai có chút sừng sốt, khẽ nhíu mày nhìn đường Tuấn, thực sự không hiểu anh đang muốn làm gì. Ha ha ha, sao trên đời lại có người ngốc như vậy chứ, nguyện ý bỏ ra 3 tỷ 500 triệu để mua một tảng đá vụn, Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt, những người khác nghe thấy Đường Tuấn kêu giá, nhất thời bật cười lớn, trong lòng sảng khoái không ít. Đã từng gặp qua nhiều người có tiền ngu ngốc, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người ngu ngốc đến mức này. Người anh em này ra giá 3 tỷ 500 triệu, còn có ai muốn trả giá nữa không? Người chủ trì cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi: "Không phải ai cũng ngu ngốc như vậy đâu, ông đây dùng 3 tỷ 500 triệu đã có thể bao nuôi mấy cô sinh viên" Nhanh chuyển qua cái tiếp theo đi, có người hô to. Người chủ trì thở dài, lúc này mới gõ cây búa xuống. Giải quyết dứt khoát. Đường Tuấn dùng 3 tỷ 500 triệu mua một tảng đá vụn. Chương 63 cậu thật đúng là lạc quan. Nhìn thấy sự việc đã định, trên mặt Đường Tuấn mới lộ ra ý cười thoải mái, anh sợ vừa rồi sẽ có người nhận ra thứ này, đến lúc đó e là sẽ không đến lượt anh nữa. Chỉ đáng tiếc, ngoài anh ra, không còn ai nhận ra giá trị của tảng đá đó nữa. Tôi nói cậu đường này, rốt của cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả? Cho dù có tiền thì cũng không thể hoang phí như vậy. Không phải cậu muốn dùng 3 tỷ 500 triệu mua nụ cười của cô Lý đấy chứ, cái này không đáng đâu. Ninh Đình Trung tức giận nói. Vẻ mặt đường Tuấn mang theo ý cười bí ẩn, nói anh cứ chờ xem là được. Ninh Đình Trung lắc đầu, thở dài trong lòng, nghĩ thầm đợi lát nữa phải khuyên người anh em đường Tuấn này, chân trời nơi nào chẳng có cây cỏ, làm gì cứ phải thắt cổ ở một cây chứ. 3 tỷ 500 triệu này xem như là dùng để mua một bài học kinh nghiệm đi. Buổi đấu giá tiếp tục được tiến hành, không thể không nói buổi đấu giá lần này thực sự rất phân khích. Dược liệu cuối cùng rõ ràng là hai gốc cây hà thủ ô mọc cạnh nhau, cuối cùng bị Vương Tấn lợi dùng giá 280 tỷ chụp được. Bộ dạng nhìn không thèm chấp mắt này khiến người khác thổn thức không thôi, đây mới chính là đỉnh cao, 280 tỷ với anh ta mà nói giống như một trò đùa buổi đấu giá kết thúc nhưng phần lớn mọi người vẫn không rời đi bởi vì còn chờ lát nữa tập đoàn nam nhật tổ chức tiệc rượu trên tiệc rượu diệp nam nhật sẽ tuyên bố tin tức về hai loại thuốc mới của dược phẩm nam nhật đây cũng chính là lý do mà lý ngọc mai tới đây tuy rằng ngành sản xuất của nhà họ diệp và nhà họ lý bất đồng nhưng nếu đã là một gia tộc lớn sẽ có lúc khó tránh khỏi xung đột cho nên cô ta phải sớm chuẩn bị trước buổi đấu giá vừa chấm dứt không lâu thì có một nhân viên của buổi đấu giá đẩy xe đẩy có chứa tảng đá vụn đi đến giữa đường tuấn và ninh đình trung tảng đá kia vừa được đưa vào phòng loại mùi thơm kia cũng ngày càng nồng đậm đương nhiên cũng chỉ là đối với đường tuấn những người khác vẫn như cũ đều không cảm nhận được gì cậu đường thực sự là tôi không nên mang theo cậu tới đây nhìn đường tuấn soát phiếu trả tiền ninh đình trung lộ ra vẻ mặt hối hận 3 tỷ 500 triệu đối với anh ta không là gì nhưng đối với Đường Tuấn có lẽ đó lại là một con số vô cùng lớn. Nói không chừng tôi đánh bậy đánh bạ còn có thể mua được đồ tốt đấy chứ." Đường Tuấn cười nói, tuy rằng đã biết tảng đá này là cái gì, nhưng anh vẫn muốn đùa với Ninh Đình Trung một chút. Nhìn bộ dạng người mập mạp khẩn trương thực sự rất thú vị. Ninh Đình Trung sắc mặt khổ sở, nói cậu thật đúng là lạc quan. Chương 64 thật không biết điều. Cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Anh Tài khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý nhìn đường Tuấn cùng Ninh Đình Trung, còn có cả hứa tưởng anh đại sư đứng bên cạnh Lâm Anh Tài, vẻ mặt cũng có chút thâm độc. Lâm Anh Tài, cậu ở đây làm gì? Đừng nói nhảm nhí như vậy. Ninh Đình Trung tức giận quát. Ôi ôi ôi, Trung béo còn thẹn quá hóa giận kia. Sự chế giễu trên mặt Lâm Anh Tài càng rõ nét, nói mua đống đồ nát mà còn không cho người khác nói, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn còn có thể lấy chút đồ này nọ về báo cáo kết quả công tác ha 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 ninh đình trung cực kỳ tức giận nhưng lại không có cách nào phản bác bàn tay đường tuấn nhẹ vuốt tảng đá kia nhìn lâm anh tài cười nói tại sao anh lại biết tảng đá này không phải bảo bối nói không chừng so với hai gốc cây hà thủ ô còn quý giá hơn thì sao ha 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 lâm anh tài giống như vừa nghe được chuyện vô cùng nực cười chỉ tay vào đường Tuấn nói, cậu thực sự nghĩ mình là bậc thầy nắm giữ mấu chốt hay sao, Trung Béo chỉ dùng cậu như khẩu súng mà thôi, cậu nghĩ tảng đá này có thể là thứ tốt gì chứ, tặng cho tôi tôi cũng không thèm, tự nhiên hoang phí 3 tỷ 500 triệu đi mua nó. Anh ta nói tiếp, ngay cả hứa tưởng anh đại sư cùng Vương Tấn Lợi cũng nói không phải là dược liệu gì quý giá, chỉ có loại người nhà quê chưa thấy thành phố như cậu mới coi nó là bảo bối thôi. Nói xong anh ta còn nhìn đường Tuấn khiêu khích, muốn nhìn bộ dạng mặt mày ủ rũ của anh. Đường Tuấn bình tĩnh cười rồi nói, bọn họ nhìn không ra, không có nghĩa là người khác cũng không nhìn ra. Khẩu khí thật lớn, anh vừa nói xong, một giọng nói vang lên ngay sau đó, Vương Tấn Lợi đứng ở ngoài phòng đánh giá Đường Tuấn, hay là cậu cảm thấy, trình độ phân biệt thuốc của bản thân lợi hại hơn kinh nghiệm được truyền thừa cả trăm năm của nhà họ Vương chúng tôi? Ha ha. Nhìn thấy cậu chủ Vương đang tiến đến, Lâm Anh Tài lập tức im lặng chỉ có ánh mắt vẫn trêu tức nhìn đường Tuấn cùng Ninh Đình chung. Vương Tấn Lợi quan sát đường Tuấn một lát, sau đó dùng giọng điệu kiêu ngạo hỏi trả lời tôi. Đường Tuấn không động đậy, bình tĩnh nói, nhà họ Vương của anh đúng là được truyền thừa, nhưng một mình anh không thể đại diện cho cả nhà họ Vương. Ha ha, thật không biết điều, Vương Tấn Lợi cười khẩy nói, vậy cậu nói xem tảng đá này là loại bảo bối gì? Chương 65 là Long Tiên Hương. Ninh đình, đình chung kéo ống tay áo Đường Tuấn, ý bảo anh đừng kích động. Lý Ngọc Mai đứng bên cạnh Vương Tấn Lợi, trong lòng tràn đầy thất vọng, Đường Tuấn thực sự là ngốc không ai bằng, lại dám đắc tội với cả nhà họ Vương, bằng y thuật này của anh, làm sao có thể so sánh được với 200 năm kinh nghiệm của thế gia đông y chứ. Đường Tuấn thở ra, bình tĩnh hơn chút, vận dụng chân khí trong cơ thể, bàn tay sờ sờ rồi lập tức bóp vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài tảng đá. Mọi người nhìn thấy một màn này, Đồng tử hơi co lại, nhưng cũng không để ý lắm. Không hề cậy mạnh giải quyết cục diện trước mắt. Ước chừng khoảng một giây sau khi lớp vỏ bọc ngoài tảng đá bị tách ra, một hương thơm nhàn nhàn bắt đầu lan tỏa. Mùi thơm lần này nồng đậm, dường như mọi người ở trong phòng đều có thể ngửi thấy. Đây là gì? Sắc mặt vương tấn lợi với hứa tưởng anh đại sư cùng biến đổi, vẻ mặt lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Mùi hương này, mà những người khác cũng lộ ra vẻ mặt quái dị tương tự rất nhanh, mọi người đều thấy rõ được vật bên trong. Một khối màu đen có hình dạng xấu xí hiện ra trước mắt. Sau khi vỏ đá bị vỡ ra từng mảng, vật ở trong đại khái to bằng đầu của người trưởng thành, ước chừng nặng khoảng mười mấy cân. Long tiên hương, là long tiên hương, hứa tường anh đại sư hô lên kinh hãi. Vương tấn lợi nắm chặt nắm đấm, thần sắc trong mắt biến đổi không ngừng. Cái gì, đây là long tiên hương, lâm anh tài dường như nhớ ra cái gì đó, thất thanh nói. Khối Long Tiên Hương lớn như này, ít nhất cũng phải mấy trăm tỷ. Hơn nữa người có tiền có khi còn không mua được. Vẻ mặt Ninh Đình Chung cũng kinh hãi tương tự, Long Tiên Hương là cái gì anh ta đương nhiên biết rõ, là một trong 10 loại thuốc Đông y quý giá nhất, có lợi ích bổ máu, tác dụng lưu thông hệ tuần hoàn, càng có thể dùng để trị liệu những chứng bệnh khó chữa. Đây là thứ còn quý giá hơn cả vàng, đừng nói là một khối hoàn chỉnh như vậy, ngay cả nghe có khi còn chưa được nghe qua chứ đừng nói đến sở hữu. Nếu dựa theo giá trị tác dụng của thuốc, có lẽ bán đấu giá còn sánh ngang với hai gốc cây hà thủ ô kia của Vương Tấn Lợi, nhưng Long Tiên Hương vẫn là hương liệu cao cấp hơn, có giá trị liên thành rất cao. Nói tóm lại, so với hà thủ ô thì quý báu hơn không ít. Đường Tuấn phủi sạch sẽ bụi bẩn bám trên Long Tiên Hương đang cầm trên tay, vẻ mặt lộ ra ý cười. Chương 66 Lý Ngọc Mai càng không thể nào đoán được. Trong đầu Lâm Anh Tài bỗng lóe lên một tia sáng, gấp giọng nói, 70 tỷ tôi mua khối long tiên hương này. Nếu có thể đặt khối long tiên hương lớn như này ở tiệm thuốc nhà mình, chắc chắn sẽ là kho báu của cả cửa hàng, đến lúc đó không biết sẽ thu hút được bao nhiêu mối làm ăn cho nhà họ Lâm, Lâm Anh Tài đã tưởng tượng đến hình ảnh đông như chảy hội rồi. Nhưng đâu ai ngờ anh ta vừa dứt lời thì lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt những người xung quanh nhìn anh ta, không khác gì đang nhìn một kẻ ngu ngốc, ngay cả hứa tưởng anh đại sư ở bên cạnh cũng nhíu mày. Ha ha, Lâm Anh Tài, là anh ngốc hay nghĩ người khác ngốc vậy, khối long tiên hương lớn như vậy mà anh định dùng 70 tỷ để mua, đầu óc anh có vấn đề đấy à? Ninh Đình Trung cười khẩy nói. Sắc mặt lâm anh tài đỏ bừng, anh ta vừa rồi do quá nóng vội nên mới buột miệng nói. Đương nhiên, trong lòng anh ta, anh ta cũng không hề coi đường Tuấn là gì cả, chỉ nghĩ rằng anh nhờ có vận may nên mới lấy được long tiên hương. Anh ta vốn cho rằng tiểu tử vừa nghèo kiết xác vừa cổ hủ như đường tuấn chắc chắn chưa từng thấy qua số tiền nhiều như 70 tỷ, nên sẽ thẳng thắn đồng ý, quả thực là quên mất còn ninh đình chung ở đây. Đường tuấn cười lạnh, 70 tỷ mà cũng muốn mua khối long tiên hương này, quả thực là kẻ ngốc nói mê. 140 tỷ, nhà họ vương tôi muốn khối long tiên hương này, ánh mắt vương tấn lợi tỏa ra một tầng hào quang, dùng ngữ khí chân thành đáng tin nói. Giống như anh ta dùng 140 tỷ mua Long Tiên Hương trong tay Đường Tuấn, đó chính là vinh hạnh cho đối phương. Lý Ngọc Mai từ kinh hãi cũng dần phục hồi lại tinh thần, đôi mắt xinh đẹp chăm chú quan sát Đường Tuấn, giống như muốn nhìn thấu bí mật của anh. Anh dựa vào cái gì, vận may hay là bản lĩnh thực sự? Nhìn bộ dạng mây nhẹ gió khẽ của Đường Tuấn, trong lòng Lý Ngọc Mai càng không thể nào đoán được. Nghe thấy Vương Tấn lợi báo giá, Lâm Anh Tài tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không có ý tiếp tục kêu thêm, nếu như đắc tội với Vương Tấn Lợi, vậy nhà họ Lâm của anh ta về sau buôn bán trên thị trường y học cổ truyền có thể sẽ gặp nhiều trở ngại. Thế nào, dùng 140 tỷ mua Long Tiên Hương của cậu, cũng không coi là bạc đãi cậu. Số tiền như vậy cũng đủ cho cậu sống mấy đời không cần phải lo nghĩ rồi. Vương Tấn Lợi vẫn bộ dạng kiêu ngạo như cũ, giống như Long Tiên Hương đã là đồ vật ở trong tay mình. Chương 67, 70 tỷ Vương Tấn Lợi nghe thế, sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám, vô cùng không vui nhìn chằm chằm đường Tuấn. Người này lại có thể không thức thời như thế, dám ở ngay trước mặt nhiều người làm cho anh ta khó xử như vậy. 105 tỷ, tôi ngược lại muốn nhìn xem, ngoài nhà họ Vương tôi ra, còn ai có thể có được khối long tiên hương này. Vương Tấn Lợi châm chọc nhìn đường Tuấn, dựa vào uy thế của nhà họ Vương, chỉ cần Vương Tấn Lợi mở miệng, thật đúng là không người nào dám đấu giá cùng với anh ta. Đường Tuấn càng cười càng lạnh, chẳng qua cũng chỉ vì một câu nói của mình mà Vương Tấn Lợi đã dùng thế ép người, thậm chí còn thẳng thắn hạ xuống gần 40 tỷ, người này lòng giả có chút hẹp hòi, khó thành người tài. Mặt Vương Tấn Lợi lộ ra nụ cười tâm cơ, nói, này, đừng bày ra khuôn mặt không biết xấu hổ, thứ Vương Tấn Lợi tôi đã muốn thì còn thứ gì không thể có được. Khi nói, ánh mắt anh ta theo bản năng nhìn về phía Lý Ngọc Mai đứng bên cạnh. Đương nhiên, cậu cũng có thể trổ tài miệng lưỡi nhanh nhạy, tôi thật muốn nhìn xem người nào dám cướp đồ của Vương Tấn Lợi tôi đây." Vương Tấn Lợi đắc ý nói, một lòng muốn thổi bay bộ dạng bình tĩnh của Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai khẽ lắc đầu, 105 tỷ này đối với Vương Tấn Lợi mà nói cùng lắm cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng đối với Đường Tuấn thì cả đời này cũng không thể nào kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, hai người chênh lệch rất rõ ràng, ngoại trừ thỏa hiệp, cô không thể nghĩ ra Đường Tuấn còn có con đường nào khác. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tấn Lợi, sau đó quay đầu lại nói với Ninh Đình Trung, cậu chủ Ninh không dự tính ra giá sao. Cầm khối long tiên hương lớn như vậy về, hẳn là có thể báo cáo công tác với cha anh rồi. Ninh Đình Trung có chút sửng sốt, gật gật đầu, chỉ là trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, nói trên người tôi quả thực mang theo 175 tỷ tới đây, là để chuẩn bị cho buổi đấu giá lần này. Chỉ là, nói tới đây, ánh mắt anh ta khẽ liếc qua Vương Tấn Lợi một cái. Nếu như có thể dùng 175 tỷ đổi lấy khối long tiên hương lớn như vậy, nhà họ Ninh Anh ta vẫn sẽ buôn bán kiếm lời như cũ. Chỉ là như vậy thì sẽ đắc tội với nhà họ Vương, điều này khiến anh ta không thể không lo lắng. Trung béo anh từ khi nào lại phải nhìn ánh mắt người khác để làm việc vậy? Như này đi, tôi cũng không cần 175 tỷ của anh, anh đưa tôi 105 tỷ, khối long tiên hương này bán cho anh, thấy thế nào? Đường Tuấn cười tùm tìm nói. Anh đồng ý sao Trung béo? Tôi biết nhà họ Ninh các anh ở ngoại ô còn có thể coi là nhân vật số một, nhưng đặt ở trong tỉnh Khánh Hòa thì, ha ha. Vương Tấn Lợi không thèm để ý, ngược lại vẻ mặt hiện lên nét cười nói với Ninh Đình Trung, anh thật sự muốn vì người này và một khối long tiên hương mà đắc tội với nhà họ Vương sao. Sắc mặt Ninh Đình Trung đỏ lên, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ, một bên là đường Tuấn cùng long tiên hương vô cùng giá trị, một bên là nhà họ Vương thế gia đông y tỉnh Khánh Hòa. Hai bên anh ta đều không nguyện ý từ bỏ, nhưng lúc này anh ta nhất thiết phải lựa chọn một bên. Vương Tấn Lợi cười cười, nói tiếp 70 tỷ. chương 68 uy vũ không khuất phục. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn chầm chầm đường Tuấn, nói không cần tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Cậu nghĩ dựa vào gia tộc nhà họ Ninh, có thể chống lại nhà họ Vương tôi sao? Thực sự là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Đường Tuấn ngay cả nhìn Vương Tấn Lợi cũng chưa thèm nhìn, phảng phất có nhiều hứng thú nhìn Ninh Đình Trung. Cái này giống như anh đang cho Ninh Đình Trung một khảo nghiệp, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, vậy cũng không cần giới thiệu anh ta cho Diệp Nam Nhật. Về phần khối long tiên hương này, anh đương nhiên sẽ hủy diệt ngay tại chỗ. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Đây chính là đường Tuấn, cũng chính là thần y kiêu ngạo của nhà họ đường. Cậu đường, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, khối long tiên hương này, tôi mua, 175 tỷ. Ninh Đình Trung chậm rãi nói ra những lời này, mỗi một chữ đều mang theo trọng lượng cực lớn. Trong ánh mắt anh ta cất giữ lửa giận, nhìn Vương Tấn Lợi, nhà họ Ninh anh ta bị người ta khinh thường làm nhục, nếu anh ta còn không lên tiếng thì không xứng làm người nhà họ Ninh. Tốt, đây mới là trung béo mà tôi quen. Đường Tuấn nặng nề vỗ một cái lên bả vai Ninh Đình Trung, ánh mắt tán thưởng. Uy vũ không khuất phục. Ninh Đình Trung tại thời khắc này đã chiếm được lòng hảo cảm của Đường Tuấn. Ha ha, Ninh béo anh thật đúng là không biết thức thời, thế mà lại dám làm ra loại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, nhà họ Ninh Anh lần này vì anh mà gặp phải xui xẻo lớn rồi. Lâm Anh Tài cười nói. Vương Tấn Lợi đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh mắt u ám nhìn thoáng qua đường Tuấn cùng Ninh Đình Trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khối long tiên hương này tôi đã bán cho nhà họ Ninh, các người có thể rời đi. Đường Tuấn nói. Ha ha, tôi có thể không cần long tiên hương, nhưng anh vừa làm nhục nhà họ Vương của tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Vương Tấn Lợi âm trầm nói. Vừa rồi Đường Tuấn nói nhà họ Vương kém anh trong việc phân biệt các loại thuốc, đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với nhà họ Vương và Vương Tấn Lợi. Đường Tuấn lại cười nhạt nói, vậy không biết cậu Vương muốn thế nào? Vương Tấn Lợi trả lời, tôi không bắt nạt anh, thấy anh rất giỏi về dược liệu, Ngọc Mai cũng nói anh biết một chút về y học. Như vậy đi, mấy ngày nay tôi ở thành phố Vinh, anh thử so tải y thuật với tôi nếu như tôi thắng thì anh phải xin lỗi nhà họ Vương, nếu tôi thua, vậy tôi bỏ qua cho anh, thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Ninh Đình Trung đột nhiên thay đổi, anh ta vội vàng kéo ống tay áo của Đường Tuấn, cố gắng ngăn cản anh. Nhà họ Vương là kẻ như thế nào chứ? Là một thế gia đông y có truyền thống 200 năm chưa từng đứt đoạn. Đường Tuấn chỉ là người qua đường biết phân định thuốc, sao có thể là đối thủ của Vương Tấn Lợi? Sao nào, phân biệt thuốc hay nhận biết thuốc cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu anh có thể đánh bại tôi, tên của đường Tuấn Anh sẽ lan rộng khắp thành phố Vinh. Công thành danh toại, đó không phải là điều mà những người nhỏ bé như các anh mong muốn nhất sao. Vương Tấn Lợi dụ dỗ Cậu đường, đừng đồng ý. Ninh Đình Trung trầm giọng nói. Đường Tuấn khoát tay, suy nghĩ một chút rồi nói tôi đồng ý với anh. Tôi cũng muốn xem nhà họ Vương có lịch sử 200 năm trong lĩnh vực y học cổ truyền rốt cuộc lợi hại như thế nào. Ha ha ha, được. Vương Tấn Lợi tôi sẽ không khiến anh thất vọng, ngày mai tôi ở Bảo tế Minh chờ anh đại giá Quang Lâm." Vương Tấn Lợi cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái. Anh ta rất tự tin vào y thuật của mình, không nói đến thành phố Vinh này, chính là trong thế hệ trẻ của nước Việt Nam, có bao nhiêu người có thể đánh bại anh ta về y thuật chứ? Lý Ngọc Mai lắc đầu, nói: "Cần gì phải cố chấp như vậy? Không thể chịu được chút thiệt thòi này, anh làm sao có thể đạt được những điều lớn lao hơn?" Nói xong, Lý Ngọc Mai và Vương Tấn Lợi cùng nhau rời đi. Lâm Anh Tài thông cảm liếc nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, sau đó cũng quay người rời khỏi cùng với hứa tưởng anh đại sư. Vốn dĩ hứa tưởng anh muốn gây rắc rối cho Đường Tuấn, nhưng bây giờ nhà họ Vương đã ra tay, cứu anh ta khỏi một phen rắc rối. chương 69, tôi không có giấy mời. Cậu Đường, cậu quá kích động, Vương Tấn Lợi kia được mệnh danh là tiểu thần y của nhà họ Vương, đằng sau lại có cả một thế gia đông y chống lưng, Sao cậu có thể thắng anh ta chứ?" Ninh Đình Trung lo lắng hỏi. Đường Tuấn nói, "Còn chưa so tài, sao anh biết tôi sẽ thua, hơn nữa nhà họ Vương có gì hơn người chứ? Nếu thực sự nói về kiến thức y học, nhà họ Đường còn thâm hậu hơn nhà họ Vương." Ninh Đình Trung lắc đầu nói, "Đường Tuấn, cậu, tôi không biết phải nói gì với cậu nữa. Bỏ đi, dù sao tôi cũng bị nhà họ Vương ghi hận, vậy ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi một chuyến." Đường Tuấn nhìn Ninh Đình Trung đầy cảm kích nói yên tâm đi. Tôi sẽ không khiến anh thất vọng. Đúng rồi, anh gọi người đến đưa Long Tiên Hương này về rồi tôi sẽ dẫn anh đi gặp một người. Ninh Đình Trung nghi ngờ, ai? Đường Tuấn nói, Diệp Nam Nhật. Diệp Nam Nhật, Ninh Đình Trung lạc giọng, thật sao? Diệp Nam Nhật nào? Đường Tuấn mỉm cười, thành phố Vinh còn có Diệp Nam Nhật thứ hai sao? Nhưng sao cậu có thể quen ông ấy? Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt không thể tin. Thực tế tranh lệch quá nhiều, diệp nam nhật là ông chủ của tập đoàn nam nhật có trong tay hàng triệu tỷ đồng còn đường tuấn thì thực sự không giống một phú ông lắm mặc dù trong lòng không tin nhưng ninh đình trung vẫn gọi người đến đưa long tiên hương về nhà họ ninh sau đó anh ta mới theo đường tuấn lên tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng hồ yến anh đêm nay nơi đó mới thực sự là tiêu điểm sau khi ra khỏi thang máy đường tuấn và ninh đình trung đến tầng cao nhất của biệt thự nghỉ dưỡng hồ yến anh nhưng vừa muốn đi vào thì lập tức bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại yêu cầu họ đưa giấy mời thấy ninh đình trung nhìn mình đường tuấn nở nụ cười khổ nói tôi không có giấy mời trên mặt ninh đình trung lộ ra vẻ quả là thế ngay cả nhà họ ninh cũng không nhận được giấy mời tiệc tối hôm nay đường tuấn làm sao có thể nhận được vừa rồi anh ta còn suýt nữa tin ninh đình trung mỉm cười nói bỏ đi hôm nay có được bảo bối long tiên hương này tôi đã rất hài lòng anh ta không muốn làm đường Tuấn khó xử, nói chuyện cũng tương đối tế nhị. Đường Tuấn cao mày nói, chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Trước khi đến, anh không biết sẽ cần giấy mời nên mới mắc sai lầm lớn như vậy, cho nên anh định gọi điện thoại cho Diệp Nam Nhật. Ninh Đình Trung khẽ cao mày, không biết đường Tuấn định làm gì. Chẳng lẽ anh thực sự quen một người nào đó từ tập đoàn Nam Nhật sao? Điện thoại phát ra tiếng bíp được 10 giây thì giọng nói trầm thấp của Diệp Nam Nhật vang lên từ đầu dây bên kia, "Đường Tuấn, cháu đến rồi sao?" Chương 70 đừng ở đây vướng tay vướng chân. "Đến rồi, nhưng bị chặn ở cửa, cháu không có giấy mời." Đường Tuấn mỉm cười, nếu tính ra, Đường Tuấn là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, nhưng anh không ngờ nhân vật chính như mình lại bị chặn ở cửa vì một tờ giấy mời. "Chú quên mất, chờ một chút, chú sẽ bảo thư ký của chú đến đón." Diệp Nam Nhật nhanh chóng nói. Vâng, chú Diệp, Đường Tuấn nói. Cậu gọi cho ai đấy? Ninh Đình Trung hỏi. Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Nhật, Đường Tuấn nói. Ninh Đình Trung liếc mắt nói, nếu cậu mà quen Diệp Nam Nhật thật, chúng ta còn có thể bị chặn ở cửa sao? Giọng nói vừa dứt, hai nhân viên bảo vệ ở cửa lập tức cười nói cũng không chắc. Không nghe tiếng chú Diệp cậu ta kêu chiều mến thế nào à? Có lẽ cậu ta thực sự quen tổng giám đốc Diệp của chúng tôi đấy, aiya chúng ta thế mà lại chặn cháu trai của diệp tổng ở cửa đúng là khiến tôi sợ chết khiếp nhân viên bảo vệ kia lộ ra vẻ sợ hãi chỉ là vẻ diếu cợt trên mặt anh ta không thể giấu giếm được các anh đang làm gì đấy đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chỉ thấy diệp thanh phương mặc một bộ lễ phục giả hội sang trọng bước ra ngoài như một công tử trâm anh thế phiệt hai nhân viên bảo vệ đồng thời im lặng vội vàng cúi người chào nói cậu diệp cả hai người này đều không có giấy mời, còn nói họ quen Tổng Giám Đốc Diệp. Diệp Thanh Phương nhìn đường Tuấn, sau đó mắng hai nhân viên bảo vệ, canh cửa tốt cho tôi, đừng để chó mèo lẻn vào, nếu ảnh hưởng đến khách của chúng tôi thì các anh không chịu nổi trách nhiệm đâu. Vâng vâng vâng, cậu Diệp nói phải, hai nhân viên bảo vệ vội vàng gật đầu. Diệp Thanh Phương nói xong cũng không có rời đi ngay lập tức, ngược lại là đứng ở phía trong, khoanh hai tay trước ngược lạnh lùng nhìn đường Tuấn lần trước đường tuấn khiến anh ta mất mặt nhiều như vậy bây giờ đương nhiên có cơ hội anh ta phải trả thù bằng được ninh đình trung có chút bất an thấp giọng nói chúng ta đi thôi đây không phải nơi chúng ta có thể đến này hai người cút khỏi đây đừng ở đây vướng tay vướng chân có diệp thanh phương làm chỗ dựa hai nhân viên bảo vệ càng trở nên không khách khí lập tức quát lớn diệp thanh phương mang ánh mắt lạnh lùng nhìn nhìn cử chỉ khinh thường hiển nhiên rất rõ ràng Đường Tuấn cau mày, may là lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục công sở bước tới cửa, chào hỏi Diệp Thanh Phương rồi bước ra ngoài xung quanh. Có vẻ như đang đợi ai đó. chương 71, các cậu bảo ai cút thế? Trợ lý hứa khẽ gật đầu nói, có một vị khách quan trọng không có giấy mời, Tổng Giám Đốc Diệp bảo tôi đến tiếp đãi. Hai nhân viên bảo vệ vô thức nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung, đừng nói là tên này thật sự quen Tổng Giám Đốc Diệp đó nhé. Ánh mắt của trợ lý hứa lướt qua người đường Tuấn và Ninh Đình chung, nhưng nhanh chóng chuyển hướng. Làm sao một gã béo và một người ăn mặc kém sang như vậy lại có thể là khách quý của Tổng Giám Đốc Diệp? Trong lúc nghĩ vậy, anh chàng ăn mặc kém sang đã đi đến trước mặt cô ta nói, chú Diệp bảo cô ra đón tôi sao? Trợ lý hứa vô cùng ngạc nhiên, hỏi anh là Tên tôi là Đường Tuấn, Đường Tuấn giới thiệu ngắn gọn Trợ lý hứa sửng sốt, nhưng sau đó nhíu mày, đúng thật là diệp nam nhật đã đề nghị cô ta ra đón một vị khách quý tên là đường tuấn nhưng người trước mặt ăn mặc xuề xòa như vậy khó có thể nghĩ đến từ khách quý trợ lý hứa hai người này sao có thể là khách quý của cha tôi được đừng để bị họ lừa đúng lúc này diệp thanh phương lên tiếng nhìn dáng vẻ ma đói của bọn họ phỏng chừng bọn họ thấy sang bắt quàng làm họ cần gì phải hỏi chứ trợ lý hứa lúc đầu có chút nghi ngờ Lúc này nghe Diệp Thanh Phương cậu chủ của tập đoàn Nhật Nam nói như vậy, đương nhiên không còn tin nữa. Cô ta nhàn nhạt nhìn Đường Tuấn và Ninh Đình Trung rồi nói, nếu hai người không có việc gì, xin mời rời đi. Hai vị, vở kịch cũng nên kết thúc rồi, đã đến lúc phải cút ra ngoài. Đừng để hai anh em chúng tôi động thủ. Một nhân viên bảo vệ cầm trên tay một chiếc gậy cao su, có vẻ sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Các cậu bảo ai cút thế? Ngay khi hai nhân viên bảo vệ đang muốn kích động, một giọng nói mạnh mẽ trầm ấm như tiếng chuông cổ vang lên sau lưng họ tất nhiên là bảo hai tên ngu dốt này cút đi hai nhân viên bảo vệ vô thức trả lời khi định thần lại nhìn thấy người vừa lên tiếng thế mà là tổng giám đốc diệp diệp nam nhật của tập đoàn nam nhật thì họ ngay lập tức ngậm miêng hừ diệp nam nhật hừ lạnh một tiếng tổng giám đốc diệp ngài cứ ở trong chủ trì đại cục tôi ở đây đợi vị khách quý đó là được trợ lý hứa vội vàng nói Diệp Nam Nhật lộ vẻ không hài lòng, nói, nếu tôi không ra, vị khách quý của tôi đã bị các cô cậu đuổi đi rồi. Nói xong, Diệp Nam Nhật bước nhanh đến chỗ đường Tuấn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nắm lấy tay anh, nói, để cháu chịu ủy khuất rồi. Là chú Diệp kỷ luật kém, chú xin lỗi cháu. Giọng nói vừa dứt, trợ lý hứa, hai nhân viên bảo vệ và ninh đình chung đều sướng sờ. Họ nghe thấy gì vậy? Ông chủ của tập đoàn Nam Nhật có quan hệ thân thiết với cái tên kém sang đó, còn chủ động nói lời xin lỗi. Loại chuyện này nói ra cũng không ai dám tin. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Không sao ạ. À. Tổng, tổng giám đốc Diệp, cậu ta chính là vị khách quý ông nhắc đến sao?" Trợ lý Hứa Định thần lại, lắp bắp nói. Chương 72 trò hề nhanh chóng kết thúc. Cô nói xem, Diệp Nam Nhật khẽ nâng mắt lên, nói với vẻ mặt uy nghiêm. Trợ lý Hứa sững sờ, nhưng, nhưng cậu Diệp, cậu ấy nói. Nói được một nửa, trợ lý hứa lập tức dừng lại nếu cô ta nói hết chỉ e là cô ta sẽ hoàn toàn đắc tội với cậu chủ diệp thanh phương đến lúc đó cô ta cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp diệp nam nhật khôn ngoan như thế sao có thể không hiểu cô ta đang che giấu điều gì ông ta lạnh lùng nhìn diệp thanh phương nói xem ra cậu đang coi những lời của tôi như gió thoảng bên tai diệp thanh phương vội đáp cha cậu ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi có gì đáng để cha quan tâm vậy chứ nhân vật nhỏ bé, Diệp Nam Nhật cười lạnh, nói, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu xin lỗi đường Tuấn ngay lập tức. Lời vừa dứt, cây kim rơi trên sân cũng có thể nghe thấy. Cha, cha đang nói gì vậy? Cha muốn con xin lỗi tên này. Dựa vào cái gì, sau khi Diệp Thanh Phương xứng sờ một lúc thì giống như điên cuồng mà gầm lên. Dựa vào cái gì ư? Diệp Nam Nhật giận quá hóa cười, ông ta muốn nói với Diệp Thanh Phương, toàn bộ tập đoàn Nam Nhật là giải công nghiệp do Đường Tuấn đứng tên, hai thứ thuốc mới được mệnh danh là thần dược mà ông ta lấy ra lần này cũng là do đường tuấn tạo nên nhưng trước khi thân phận của đường tuấn bị vạch trần ông ta không thể nói ra những điều này bỏ đi chú diệp thanh phương không làm gì sai cả đường tuấn chủ động đưa ra lời khuyên họ đường kia tôi không cần cậu đồng tình cậu là cái thá gì mà đồng tình với tôi chứ vẻ mặt của diệp thanh phương nghiêm nghị anh ta lạnh lùng nói cha con không biết mối quan hệ của cha với tên họ Đường này là gì, nhưng tập đoàn Nam Nhật chỉ có thể đứng tên họ Diệp, nhất định không thể có họ Đường." Diệp Thanh Phương nói xong những lời này, anh ta quay người bước vào đại sảnh. "Cậu, cậu." Nhìn bóng lưng của Diệp Thanh Phương, Diệp Nam Nhật tức giận đến không nói nên lời. Mặc dù Diệp Thanh Phương chỉ là con nuôi của ông ta, nhưng ông ta đã đối xử với anh ta như thể anh ta là con ruột của mình. Bây giờ Diệp Thanh Phương lại nói những lời như vậy với ông ta, bảo ông ta làm sao không tức giận, làm sao không tức giận. Đường Tuấn cũng nhìn bóng lưng Diệp Thanh Phương thật lâu, hiện tại Diệp Nam Nhật còn chưa chính thức công bố quyền sở hữu tập đoàn Nam Nhật, cảm xúc của Diệp Thanh Phương đã như thế này rồi, nếu đến lúc đó, vậy anh có thể tiếp quản hoàn toàn tập đoàn Nam Nhật được không? Nghĩ đến đây, anh lặng lẽ liếc nhìn Ninh Đình chung bên cạnh, trong lòng có vài dự định. Trò hề nhanh chóng kết thúc, hai nhân viên bảo vệ bị Diệp Nam Nhật khiển trách nặng nề, ngay cả trợ lý hứa cũng bị ông ta mắng cho một trận. chương 73, Ninh Xuân Nam là cha cháu. Đường Tuấn cười nhạt nói, coi như người thân đi. Ninh Đình trung trợn tròn mắt, nếu là người thân, Diệp Nam Nhật sẽ mắng nhiếc Diệp Thanh Phương là con nuôi của mình nặng như vậy sao? Anh ta lại đánh giá Đường Tuấn cẩn thận lần nữa, tên này hình như có chút giống với Diệp Nam Nhật. Ôi mẹ ơi, đừng nói Đường Tuấn là con ngoài giá thú của Tổng Giám Đốc Diệp nhé. Nếu là như vậy, Chẳng trách Diệp Thanh Phương lại đối với anh như vậy Xem ra mình thực sự nhặt được báu vật rồi Nhìn dáng vẻ của Ninh Đình Trung Đường Tuấn cũng đoán được suy nghĩ của anh ta 7-8 phần Thật ra không chỉ Ninh Đình Trung Những khách mời trong bữa tiệc Thậm chí Diệp Thanh Phương cũng có ý nghĩ này Sau khi Diệp Nam Nhật xã giao xong Lúc này ông ta mới đi tới trước mặt Đường Tuấn với vẻ mặt ôn hòa Nói đúng rồi Vừa rồi cháu nói có chuyện tìm chú Là chuyện gì vậy Đường Tuấn nói mục đích bữa tiệc này của chú Diệp là tìm người cùng sản xuất hai loại thuốc mới đúng không? Diệp Nam Nhật nhẹ gật đầu thừa nhận, lần này thuốc thông thần và bột tuyết cơ mà được niêm yết thì có thể sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn trên thị trường. Một mình tập đoàn Nam Nhật thì không thể tối đa hóa lợi ích nên buộc phải tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Ninh Đình Trung ở bên nghe vậy càng thêm hoảng hốt, ngay cả loại bí mật kinh doanh này Diệp Nam Nhật cũng không giấu giếm đường Tuấn, không còn nghi ngờ gì nữa đường Tuấn chắc chắn là con riêng của Tổng Giám Đốc Diệp. Đường Tuấn hỏi, vậy chú Diệp Định hợp tác với ai? Diệp Nam Nhật suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi nói, hiện tại có nhà họ Vương, nhà họ Từ của phòng thuốc Nam, nhà họ Lâm và nhà họ Lý ở địa phương của chúng ta là quan tâm đến việc hợp tác. Công việc làm ăn của nhà họ Vương và nhà họ Lý không thua kém gì tập đoàn Nam Nhật, nếu hợp tác với bọn họ, chú Diệp có thực sự tự tin có thể khống chế được bọn họ không? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Nam Nhật, hỏi. Trong mắt Diệp Nam Nhật lộ ra vẻ tán thưởng. Quả thực trong lòng ông ta không có ý định hợp tác với nhà họ Vương và nhà họ Lý, đó cũng tương đương với việc đưa ra cho cọp. "Chú Diệp, đây là Ninh Đình Trung, thiếu gia nhà họ Ninh, bọn họ cũng có ý muốn hợp tác." Lúc này, Đường Tuấn chỉ vào Ninh Đình Trung bên cạnh nói. Nghe vậy, hơi thở của Ninh Đình Trung trở nên nặng nề, vẻ mặt kích động. Nếu có thể hợp tác với tập đoàn Nam Nhật, vậy nhà họ Ninh của anh ta sẽ thực sự phát triển. Nhà họ Ninh Lúc này Diệp Nam Nhật mới đánh giá Ninh Đình Trung, nói: "Ninh Xuân Nam là gì của cậu?" "Ninh Xuân Nam là cha cháu." Ninh Đình Trung đáp, anh ta nhìn Diệp Nam Nhật với vẻ mong đợi, anh ta tranh đua với Lâm Anh Tài nhiều như vậy, chẳng phải là vì có được cơ hội hợp tác với tập đoàn Nam Nhật sao? Diệp Nam Nhật chợt bất động, dùng ngón tay gõ vào tay vịn của chiếc ghế bằng gỗ đàn hương. Ninh Đình Trung sửng sốt, nhanh chóng tìm cớ tạm thời rời đi. Chương 74 tôi còn có chút việc phải giải quyết cháu có chắc không, đợi sau khi Ninh Đình Trung rời đi, Diệp Nam Nhật mới chậm rãi nói, chú đã gặp Ninh Xuân Nam vài lần, ông ta là người có năng lực và đầy tham vọng. Đường Tuấn siết chặt nắm tay, nói, ha ha, nếu không có năng lực và tham vọng, cháu sẽ không muốn tìm họ hợp tác đâu. Đương nhiên, nếu họ có ý khác, vậy cháu tất nhiên sẽ có cách để đối phó với họ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật một con cá kình đã trải qua những thăng trầm trong biển kinh doanh suốt 20 năm, vẫn cảm thấy lạnh thấu da thịt. Với sự giúp đỡ của Đường Tuấn, Diệp Nam Nhật và Ninh Đình Trung thảo luận về các vấn đề hợp tác chung, còn những vấn đề cụ thể khác, vẫn phải đợi tới lúc gặp mặt Ninh Xuân Nam rồi mới có thể đưa ra quyết định. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Đình Trung vẫn rất vui vẻ, khuôn mặt tròn trịa hơi ửng hồng vì hưng phấn, giống như đã say phải rượu. Cùng ngay, diệp nam nhật đã thông báo tại bữa tiệc rằng tập đoàn nam nhật sẽ bắt đầu sản xuất hai sản phẩm là thuốc thông thần và bột tuyết cơ khi diệp nam nhật giới thiệu tác dụng của hai loại thuốc với mọi người hầu hết họ đều cố nắm lấy cơ hội kinh doanh thậm chí lý ngọc mai còn bày tỏ ý định hợp tác ngay tại chỗ vương tấn lợi tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng có kỳ vọng nếu có thể lấy được hai đơn thuốc này chuyện làm ăn và kinh doanh của nhà họ vương nhất định sẽ lên một tầm cao mới sinh ra trong một gia đình làm về y học cổ truyền hơn ai hết anh ta hiểu rõ cơ hội kinh doanh và lợi nhuận khổng lồ mà một đơn thuốc chân chính có thể mang lại. Sự hưng thịnh và cường đại của nhà họ Vương hiện tại vốn cũng phụ thuộc vào việc có những đơn thuốc độc nhất trong tay. Về đối tượng hợp tác, hiện tại Diệp Nam Nhật vẫn chưa công bố. Nhưng riêng tư, ông ta đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ninh Đình Trung, chỉ chờ Ninh Xuân Nam trở về rồi trực tiếp gặp mặt. Bữa tiệc cử hành được một nửa, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung đã rời đi vẻ mặt trung béo vô cùng hưng phấn, cánh tay mập mạp vẫy vẫy, thịt mỡ nhấp nhô, trông rất vui vẻ. Đường Tuấn, lần này thật sự phải cảm ơn cậu, không ngờ tập đoàn Nam Nhật lại đồng ý hợp tác với nhà họ Ninh chúng tôi, hai ngày nữa cha tôi trở về, còn phải làm phiền cậu một lần nữa. Ninh Đình Trung nói, Đường Tuấn cười đáp lại, nguyên nhân chính khiến anh muốn hợp tác với nhà họ Ninh là vì mặt mũi của tên béo này. Và lại anh cũng phải nhờ tên béo này giúp một tay để từng bước tiếp quản tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật cũng hiểu điều này, nhưng ông ta không nói gì cả, có thể thấy sự trung thành của ông ta với nhà họ đường sâu sắc đến mức nào. Đường lão đệ, cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cậu đi, Ninh Đình Trung phấn khích nói. Đường Tuấn lắc đầu, không cần, tôi còn có chút việc phải giải quyết. Ninh Đình Trung cũng không khách sáo, nói, vậy được. Khi nào cha tôi về, tôi có thời gian thì sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Nhìn Ninh Đình Trung lái xe đi, Đường Tuấn cũng không có ý định lập tức rời khỏi, mà là ở lại đợi một lúc. Chẳng mấy chốc có một người bí ẩn bước ra từ màn đêm sâu thẳm. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, trên đường không có mấy người qua lại. Đột nhiên xuất hiện một người như vậy, thật sự là có chút đáng sợ. Chương 75, bảo tao cút, mày xứng sao? Với tính khí của Diệp Thanh Phương, sau khi mất mặt nhiều như vậy, sao có thể để Đường Tuấn bình yên rời đi? Vẻ mặt của Diệp Thanh Phương đột nhiên trở nên dữ tợn đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói rốt cuộc anh là ai anh đến tập đoàn nam nhật làm gì nói anh có phải con riêng của cha tôi ở bên ngoài không đường tuấn hoàn toàn không thèm trả lời chết tiệt trả lời tao ông đây đang hỏi mày đấy diệp thanh phương có vẻ khá cuồng loạn anh ta là cậu chủ nhà họ diệp cao cao tại thượng nhưng lại thường xuyên bị một kẻ như đường tuấn bỏ qua không thèm đoái hoài đến anh ta sao có thể chịu được vì thể diện của chú diệp tôi không muốn so đo với anh, mau cút khỏi đây cho tôi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Ha ha ha, vì thể diện của chú Diệp, gọi nghe thân thiết như vậy, còn nói mày không phải con riêng. Trong mắt Diệp Thành Phương tràn đầy lửa giận, giống như sắp thiêu đường Tuấn Thành cho tới nơi. Anh ta từng bước đi về phía đường Tuấn, nói bảo tao cút. Mày xứng sao? Lần trước ở cửa công ty, tao chỉ muốn chơi đùa cùng mày, không ra tay thật nếu không mày thực sự nghĩ bây giờ mày còn có thể bình yên vô sự đứng ở đây nói chuyện với tao sao con riêng thì nên có ý thức của con riêng âm thầm kéo dài cuộc sống trong bóng tối là được cứ phải không biết lượng sức mà xuất hiện như vậy mỗi lời nói của diệp thanh phương đều tràn đầy hận ý anh ta thực sự rất hận đường tuấn nếu không có sự xuất hiện của đường tuấn anh ta vẫn đường đường là cậu chủ của nhà họ diệp cậu chủ của tập đoàn nam nhật nhưng sau khi đường tuấn xuất hiện mọi thứ đều thay đổi anh muốn chết, đường tuấn âm trầm nói. Mày mới là người muốn chết, hôm nay ông đây sẽ đánh cho mày tàn phế, xem sau này mày còn đứng ở trước mặt tao đắc chí được nữa không? Diệp Thanh Phương cắn răng nói. Còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên sải chân bước hai bước, nắm tay đấm về phía đầu của đường tuấn. Dù đã say chuyến choáng, nhưng sức mạnh từ cú đấm của anh ta không hề giảm đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn vì cơn tức giận. Anh ta vốn được thầy quyền anh dạy, sức mạnh cũng lớn hơn người thường, cú đánh tức giận của anh ta thế mà lại đạt trên mức tiêu chuẩn. Ánh nhìn danh mãnh lóe lên trong đôi mắt có phần say xỉn của Diệp Thanh Phương, anh ta không phải là người xúc động, lần này mượn say rượu làm cho đường tuấn tàn phế, cho dù Diệp Nam Nhật có hỏi chuyện, anh ta cũng vừa hay có thể lấy chuyện này làm cái cớ, đến lúc đó cùng lắm thì bồi thường một ít tiền cho đường tuấn. Làm sao một người tàn tật lại có thể cạnh tranh tập đoàn Nam Nhật với cậu chủ Diệp anh ta chứ?